Bạn đẹp trai siêu cấp vũ trụ nhé, mình xin trả lời câu hỏi của bạn. Bây giờ những dòng camera của Ezavit và Emao thì đã rất dễ dàng cài đặt rồi, mình sẽ cài đặt lại qua cho mọi người cùng xem cách cài đặt của nó đơn giản như thế nào nhé. Mọi người phải cấp nguồn cho con camera của mình. Đây mọi người ấn cắm vào sau đó, mọi người đợi nó khởi động lên. Sau khi nó khởi động xong thì mọi người hãy vào app Emao Live nhé, vào App Store hoặc là Set Play, mọi người tải cái app Emao Live về, mọi người ấn vào góc trên bên phải màn hình, ấn vào quét mã QR bây giờ đấy. Sau đó mọi người quét mã ở dưới đấy của sản phẩm nhé. Tiếp theo sau đó mọi người ấn kết nối nhé, mọi ấn chọn wifi ở nhà của mình và ấn mật khẩu nhé. Tiếp theo sau đó mọi người chọn thiết bị nhé, quốc gia, khu vực, múi giờ thứ bảy. Ok xong, và mọi người đã cài đặt được thành công con camera ở nhà của mình nhé, rất là dễ dàng đúng không ạ? Thế nên là mọi người không phải sợ về cái vấn đề ở nhà chúng ta, bố mẹ chúng ta, cô cao tuổi một chút thì vẫn cài đặt rất là dễ dàng nhá.